Yo, hello, what's up chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình nha. Từ bà đạo mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Thiếu Liên vô song nha. Mình đây từ bà đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video, vậy đầu video anh em xem like và một đăng ký kênh của channel phát triển nha. Cảm ơn rất nhiều. Ui, năm gói nạp ấy nhờ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đùa top lại anh em. Thì tôi sẽ đạp lại ở bên server 10 các bạn đây. Hiện tại thì chưa có tiền nhưng mà tí nữa sẽ làm sao anh em. Rồi ok các bạn, chuẩn bị rồi. Ok các bạn, hôm nay sẽ nạp và chiến bên này, nhưng trước mắt thì nhập qua bộ code anh em nhé. Hiện tại code thì chắc là không phải tổng hợp lại cho anh em đâu, bởi vì tôi đã làm video hướng dẫn quá nhiều về code rồi nên sẽ không làm lại nữa. Hôm nay thì sẽ nhập và nhận hết quà luôn anh em. Hiện tại code thì chúng ta có 11 phần code và cách nhận 11 phần code này thì tôi cũng đã hướng dẫn anh em rồi. Anh em nào chưa biết thì có thể phải vào trong kênh xem và nhận nhá. Đó, 11 phần code cực kỳ xịn sò luôn. Ok, đó, giờ thì ok các bạn, rồi. Rồi ok các bạn, tiếp tục nào. Giờ trước mắt cứ nhập pool đám code này vào đây anh em, 11 phần quà gift code mà anh em, còn chưa kể phần ngoài nha, ở ngoài còn 3 phần quà nữa để anh em thể lấy nữa. Ok. Rồi ok. Ok các bạn tiếp tục nào. Ui nắm code quá. Ok luôn AD. Rồi. Ui từ từ tôi nhập code đã trời. Anh em nhắn tin nhiều quá, mọi người nhắn tin nhiều quá anh em. Ui nhập bù cho trời. Giờ mới có thiếu cái nào không? Đấy, tí nữa là xem thiếu một cái anh em. Nó cứ nhớ quên rồi có bị thiếu nào không? Đây, úi dồi ôi. Một đống chưa nhập luôn. Bốn thời đại nhập rồi đúng không? Đây, nhập chưa? Nhập luôn rồi, PK66 nhập rồi anh em. Ok, giờ sẽ phải check nạp lượt rồi. Rồi. Rồi ok, chắc là hết rồi anh em, chắc là hết rồi. Ok, sự kiện ngày nào nhận 30 điểm VIP. Tướng thì từ từ anh em, cái tướng này thì tôi với nhiều. Ủa, nó tính qua ngày 2 luôn à? À, qua bên xe mới nó vẫn tính là qua ngày 2 luôn anh em. Hiện tại là cái việc nhảy xe mới này này, cái việc chọn đội hình là vẫn đang một cái vấn đề tôi vẫn đang tranh luận với rất nhiều anh em. Người thì bảo chơi đội hình này mạnh, người chơi đội hình kia mạnh, tôi chưa biết chơi loại nào anh em. Sở án kinh nhà. Chắc trước mắt thì chúng ta sẽ rút đến 10 đây anh em, để xem là được nhiều nhà nào chưa tạm nhà đấy anh em. Dồn về nhà đấy các bạn, sự kiện ngày. Ok, chúng ta sẽ kích nghiệp kích hoạt gói tháng đi. Ok các bạn, kích hoạt gói tháng đi. Ok các bạn. Rồi, VIP 4 nữa nè. Vô, ngon đấy nhờ. Đặc quyền VIP nào. Vô VIP 4. Ngon đấy nhờ, nhận là anh em. Vô, mỗi ngày nhận 1.000 vàng hả? Trời ơi. U là trời các bạn, quá trời ngon luôn. Ok các bạn nhá. Rồi, lượm luôn này. Rồi, ok các bạn, lượm luôn. Sự kiện ngày, nhận nào. Nhận nào. Đó, ấp nhẹ gói anh em. Mua luôn. Mua luôn anh em, lên thì cứ thế nó nhận thôi. Hôm nay thì bắt đầu chính thức cày luôn anh em nhá. Hôm nay là không nhờn nữa. Shop giảm giá này, tí là quay lại shop giảm giá anh em. Đấu trường 7 ngày, nhận nào. Ok. Chiều mộ. Rồi. Nhiệm vụ. Đấy, cứ tranh thủ anh em. Danh sách. Nhận luôn. Sự kiện 7 ngày từ từ anh em. Cái 7 ngày để chọn tướng thì tôi nói là vẫn phải từ từ anh em. Cái chọn tướng là phải từ từ các bạn. Không nóng vội được chỗ đấy nhá. Rồi ok các bạn.
thành tựu này. Ok 4, ui 9.000 ấy kỷ nguyên bão rồi. Thư nào. Ok, chiêu mộ. Trong mắt chiêu mộ thì cũng chưa thấy có thêm gói nào anh em. Ây da, bây giờ phải chọn hàng ngành. Ok, tí nhá, để tôi nghiên cứu, tôi sẽ quay tiếp anh em coi. Ok các bạn, sau khi thảo hồi thì thấy nói chung thì cốt thì bộ nào nhà nào giống nhà nào đó anh em. Chơi thì chủ yếu là phụ thuộc các bạn chơi nhiều thôi. Ok, hiện tại thì đang khởi động thì có tướng Nhạc Phi đây rồi anh em. Nhạc Phi tư chất 15 luôn. Tôi thì vẫn đang băn khoăn không biết là có chân lên chơi Nhạc Phi không. Hiện tại tướng thì đang có Sở Hán cũng có vài cháu anh em. Nhưng mà trong túi thì đang có rất là nhiều nhá. Bê chơi nhà nào là lên luôn này. Trang bị cam à. Quỷ đèn thế. 500k bạc này. Lên. Đây các bạn, đây. Đấy, về chơi nhà nào nó chọn là một trong những nhà này thôi anh em. Đấy, khổ chỗ đấy. Một bộ giáp nang này. Đó. Ok, tình hơi căng, chưa biết thế nào. Chiêu mộ đã. Tư chất 15 thì căng đấy, đúng rồi. Ừ. Nói chung nhà nào được nhiều tư chất 15 thì chơi, thôi. Trước mắt thì gom đội hình tướng này anh em. À đây. Đấy, Tào Tháo này. Tam Quốc. Có động lực chơi tại Tam Quốc rồi anh em. Hợp lý đấy. Trường Liêu này. Tôi là có động lực chơi lại Tam Quốc rồi anh em. Làm nốt lượt x10 này xem là rơi ra ai đây. Nếu mà nhà Tam Quốc nữa là chính thức chúng ta chơi tại Tam Quốc luôn anh em nhá. Lần này S10 chơi Tam Quốc luôn. Và lần này chơi là chơi luôn anh em nhá, chứ không có ấy nữa đâu đấy. Đúng hay sai là đã chơi là chơi luôn anh em, chứ không quay đầu nữa đâu. Kinh Nha Sở Hán hả? Ồ. Cũng hơi căng đấy nhờ. Gì đây? VIP 1, VIP 2, VIP 3. Nên mua không trời? Từ đó bạn qua 7 ngày đã. Tranh mua này, một bộ này. Tranh mua này. Ở đây là nhận được một trong những tướng đây anh em. Rồi. Sự kiện ngày, thần tài. Ok. Tiếp theo đặc quyền VIP anh em. Đặc quyền VIP này. VIP 2 này. VIP 1 này. VIP 0 này. VIP 5 là nhận được bao gì đây? Yo, nghe ngon đấy nhờ. Ngon giá man anh em. Từ từ chiêu mộ quá. Tôi vừa mới thấy mấy cái thẻ là thẻ gì đây? À đây anh em, bây giờ phải vào đây mở nữa ạ. Rồi đã hiểu bạn, phải vào đây mở nữa. Đây. Đó, vào đây mở thì mình mới ra được anh em. Rồi. VIP 3. Chú Ru này. Khó nhờ. Không biết các bạn cảm giác nào, chứ cá nhân tôi cảm giác khó đấy. Ra được tướng đỏ đi cho dễ. Được lưng nữ. Lại nhà đây. Lại Sở Hán các bạn, tư chất 15 này. Hà Tiên. Cơ bản thì mỗi nhà cũng sẽ được 1-2 cháu, 1-2 cháu. Chưa biết chơi nhà nào cho nó phù hợp. Lại Lý Tịnh. Làm quả 2 cháu một nhà con nào. Tạo động lực cho nhau nào. Hai đây. Lại Quần Hùng. Rồi ai đây. Lần này là ai. Chu Ru. Ok, chúng ta có thêm một tướng Chu Ru nữa. Tướng đỏ không ra, nhưng tướng đỏ khó ra nhờ. Thấy có mấy anh em chia sẻ rút tận mười mấy lần rồi mà đã ra tướng đỏ đâu. Cơ bản tướng đỏ là không phải dễ ra anh em. À đây. Ra cháu nào búc búc đi. Lấy động lực anh em.
Lại là tùy đường. Trình giáo kim. Căng nhờ giờ mỗi nhà tôi cứ 4 5 cháu thế này thì biết chơi nhà nào cho nó phù hợp đây. Ok. Rút tướng chiêu mộ. Đây còn chọn tướng đỏ nữa chứ mà không đâu anh em. Thành tựu nào. Nhận này. Ok, chiêu mộ phát nữa này. Nãy giờ chiêu mộ mười mấy nghìn lần rồi anh em. À đây. Tư chất 13. Được chọn búc 15, tư chất 15 thì còn 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 biết đường tính anh em, tư chất 13 thì làm cái gì? Khó càng khó anh em. Ok, để tôi tính toán tiếp nha. Ok các bạn, tình là tôi vẫn chưa lên đội hình anh em. Vừa mới vượt một đống map thôi anh em. Giờ thì nộm quà và tiếp tục lại rút x10. Tình hình là vẫn là như vậy các bạn. Đây, nhận quả trương này. Đó. Một tầng. Tầng 2 rồi. Ok các bạn, đây, tình hình là như vậy. Giành tướng à, chiêu mộ đi anh em. Lại có 3 phiếu. Mong rằng sẽ ra được một vài cháu trùng trùng để mà dế nữa anh em. Rồi. Quân hùng hình như là có hai cháu rồi đấy. Ai đây? Kinh ca sở khang. Ô, x2 luôn à? Bùi Nguyên Khánh hỗ trợ. Trăm sát thương toàn thể Veta biến sát thương cuối cộng 20% duy trì tỷ lệ. Ui, cũng được anh em. Được quả x2 này. Ồ, được quả x2 các bạn. Được anh nhờ. Nói thế là cũng có nhân phẩm đấy chứ đâu phải là không đâu. Rồi. Thành cát Tư Hán, quần hùng luôn. Ây da. Lại làm cho mình đắn đo rồi. À cho nó phù hợp đúng rồi đây anh em. Đội hình này không lẽ chơi quần hùng thật anh em. Đội này qua thành cát Tư Hán được coi anh em. Tướng hiện tại tôi chưa lâng anh em, tôi chưa lâng mừng cháu nào hết, chỉ có ra trận này thôi chứ chưa lâng. Xem túi nào anh em. Hay nào. Khương Tử Nha. Gây cho tận sát thương bản thân cộng 500 sau công trong cái tỷ lệ hà nội cho bản thân. Ở đây thì được chọn đây anh em, hoặc là Chu Du chưa tướng trùng. À đây, ngẫu nhiên à. Na Thành từ chất 15 luôn anh em. Cam một cực phẩm. Vô. Tùy đường nhà tùy đường tôi thì tướng 15 tướng từ chất 15 hơi nhiều nha. Vẫn căng đấy nhỉ, chưa biết chơi ai anh em, lại cày tiếp đó. Ok các bạn, đây, mua tiếp tục mua anh em, vẫn là câu chuyện mua. Cái này chả biết là lân gì này. Tôi chả biết dùng để lâng gì ra, lâng thiên mệnh là lâng gì ra. Tôi cứ mua về trước đây anh em. Tình hình hiện tại là đang rất tình hình anh em. Thật sự là rất là tình hình luôn. Ở đây Lý Tịnh. Vẫn chưa biết nên chơi đội hình nào. À ồ, bảo sao nãy giờ như này thì bảo sao lại bảo rút không ra thì đúng rồi anh em. Tam Quốc, Nữ Bố, Quần Hùng. Nhà Quần Hùng thì được cho ấy thôi anh em. Tùy đường. Để xem nào, ai đây. Không xem, à đúng rồi, xem chi tiết được đây anh em. Đây. Nhà Tùy đường. Hiện tại là tôi đang lên team pool nhà tùy đường anh em. Đấy, đây là chiêu 150 lần coi như đang phí rồi. Không chọn đấy thì làm sao mà đỡ anh em. Đây hiện tại tôi đang có nhà tùy đường đây các bạn. Nếu lâng thì lâng, hiện tại lâng cháu này lên được này. Nhưng mà chưa biết có lên lâng hay không mới đau các bạn. Thế giờ chưa biết nên chơi đội hình nào nên là chưa lâng anh em. Câu chuyện hiện tại là như vậy. Giờ đâu lấy đây nữa là tướng cuối cùng là sẽ tướng hỗ trợ anh em. Bên quần hùng thì có Nhạc Phi tư chất 15, Thành Cát Tư Hán tư chất 15,
Chu Du thì có Tam Quốc anh em, Tam Quốc thì có Chu Du và Tào Tháo. Bên Sở Hán anh em, Sở Hán thì cũng có nha. Quận Hùng thì có cháu Trần Khánh Chi này này, khá là ok các bạn. Trần Khánh Chi này giờ mà tăng sao, thử lân coi anh em. Tăng sao. Chơi về nhà Quần Hùng, không lẽ chơi về nhà Quần Hùng anh em. Khó chịu thật sự các bạn, hiện tại rất là khó chịu luôn, không biết chơi nhà nào cho nó phù hợp anh em. Ở đây Quần Hùng thì lấy được Khương Tử Nha. Còn nếu nhà Tùy Đường thì lấy cháu này về anh em, hoặc là Chu Du, một trong hai cháu này đều ok. Hiện tại là như vậy đây. Sở Hán nó rất là khó chịu các bạn. Lý Tịnh à, Lý Tịnh mình vừa rút được một cháu đây anh em, là phong độ phòng thủ đấy. Này còn không thì lấy cháu này anh em, lấy cháu này về úp được hai sao luôn. Khó nhờ, thế khó ghê. Sự kiện mừng ra mắt hả? Dùng để đổi tài nguyên trong phong phú sự kiện mừng ra mắt. Có à, sự kiện mừng ra mắt nào. Giảm giá, à đây anh em đổi đây. Đâu đây là đồ bằng ấy mà, bằng quỷ nguyên bảo mà. Rồi, tôi lại cày đây anh em. Ok các bạn, cuối cùng biết đổi đâu đây anh em nhá. Đây, đổi quà đây anh em này. Đổi lấy cái giày đi. Xác nhận. Được 4 lần thôi à. 4 lần thì chưa đủ rồi. Tôi định đổi lấy nốt luôn cái kiếm này anh em ơi, cái này chưa đủ rồi. Thiếu một ít bóng nữa các bạn. Ok. Ok đổi nào. Đổi tạm qua múi này đi. Mang về cho cháu này anh em. Ok áo rồi. Wow. Lại về túi nè. Đâu ta. Rồi anh em nên check lại nào, hay lại là trang bị nữa vậy. À đâu mình mới đổi được cái giày chứ mấy. Cái giày anh em, nộn cái giày. Cái giày cho mà cái áo các bạn. Cái giày cho mà cái áo anh em. Để xem nào có cái kích hoạt duyên không. À không không các bạn, không phải duyên bộ này. Thôi thì mang về cho nó hay vậy. Thì ngày hôm nay thế này thôi anh em. Có gì tôi sẽ quay thêm anh em video tiếp theo nhé. Giờ thì bye bye mọi người.